Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Tony Phong. Mình hôm nay tiếp tục đứng trên lóc nhà. Hôm nay ngôi nhà của các bạn trong suối là cũng đã hoàn thiện phần lợp mái, ở phần toàn bộ ở những cái phần dưới này là mình đã phủ thêm hai lớp cỏ ở phần trồng lóc, và ở dưới lớp cỏ này thì là mình cũng đã để toàn bộ những cái chú bóng đen chạy dài từ đầu bên này và sang đầu bên kia. Là cái lóc nhà này là hôm nay là cũng đã phủ kín. Còn hai bên như ở đây là mình để cái hai thanh tre ở đây chạy dọc bên kia để cho tránh hiện tượng nó bị tốc mái, là khi có mưa gió là nó sẽ bị tốc mái. Còn ở bên này cũng vậy, là mình cũng đặt một thanh tre buộc ở dưới, và tí bạn nêu là sẽ bôi dầu vào và thanh tre này để nó chống bị mọt, nó lâu hỏng hơn. Dây thép thì mình buộc mình luồn xuống dưới ở trên mặt lóc nhà này, là mình cũng phần bên này mình gia cố thêm cỏ vào. Còn do phần dưới này đây các bạn, ở phần dưới kia là cái cỏ nó ngọn nó cong quá, đợt đấy là bạn nêu đoạn chặt mang vào đây là cái phần ngọn nó cong đến nó vảnh lên, phải đợi một thời gian dài, chắc là do mưa gió nữa thì nó mới là ép xuống thì nó mới đẹp. Ngôi nhà bây giờ là toàn bộ là đang mới các bạn nhé, mình có đập mà, nhưng mà nó không xẹp được xuống ngay đâu, phải đợi một thời gian dài. Như ở bên này, ở phần chỗ mặt này là khoảng tầm được 2 tuần rồi là bắt đầu đang xẹp xuống, nó xẹp và nó làm cho cái mặt phẳng của cái lóc nhà này nó bền hơn, nó được xẹp xuống và nó phẳng hơn. Ngôi nhà này của các bạn ấy là chỉ có để ngồi chơi ở khu dưới thôi, và cũng có thể là các bạn ấy sẽ ăn uống ở đây. Bây giờ thì mình đi ở trên lóc nhà này là thoải mái rồi, toàn bộ là những chỗ này là mình lạp rất là dày, này dưới này có cả túi bóng nữa thì không thể nào dột được vào cái phần giữa mái này, mình cũng làm cẩn thận như vậy. Ở đây thì các bạn ấy cho những cái thanh tre lên phủ lên như vậy, buộc vào như thế thì nó mới không bị sau này nó không tốc mái, nó có bão nó không thể tốc được. Bây giờ mình sẽ đi xuống phần trong của ngôi nhà. Nên mình sẽ đi vào phần trong của ngôi nhà. Đây là những cái chai dầu của bạn ấy để đây, tí nữa bạn ấy bôi hai bên. Là bạn ấy phải ngả người lằm xuống thì bạn mới bôi được. Bôi vào những thân cái tre sau này nó không thể nào mà mọt nó ăn được thì cái tre nó sẽ bền. Bây giờ mình sẽ đi xuống, đi vào trong. Đây là phần mái đấy các bạn. Phần mái bây giờ thì phần mái toàn bộ rất là phẳng, phần trong này cũng rất là kín rồi đấy các bạn. Kín rồi, không còn hở như mấy buổi đầu mấy ngày trước nữa. Đây là các bạn bây giờ nhìn toàn bộ chỗ này là nó đang rất là kín. Bây giờ là các bạn ngày mai các bạn chỉ bôi dầu vào đây thôi, bôi dầu vào những thanh gỗ này. Bây giờ những thanh gỗ này các bạn nhìn toàn bộ chỗ này này là nó đã bị mọt lan rồi. Cả một từ đây chạy dọc qua đằng kia. Tuy là mình không cây trống, là do mình để làm chốt bằng sắt 6 nên là nó rất là khỏe, nên là nó không thể sập được xuống nữa rồi.
như này là rất là ok rồi. Cái này là những cái tấm, những cái tấm này là cái tấm các bạn để lên để các bạn đi lại đây, để các bạn ấy sẽ bôi những cái dầu và những cái thanh tre này là mọt nó sẽ không bao giờ nó ăn nữa. Và đằng kia cũng vậy, nhìn rất là kín rồi. Bây giờ mình sẽ đi xuống dưới đất. Trong nhà rất là kín đi các bạn. Toàn bộ là khi sau lập, mà sau khi là đã lập xong. Bây giờ là mình nhìn không còn khe hở nữa. Như này là sau này mùa mưa là không chắc là sẽ không thể nào mà dột được. Toàn bộ trên nóc là rất là kín. Còn ở phần bên này là các bạn ấy đang cắt. Các bạn đang cắt ra, cắt để cho nó phẳng. Cái này là mình hôm nay mình cầm liềm xuống để cho các bạn cắt thử, và cũng có cả kéo nữa. Sau khi là ngôi nhà được hoàn thiện xong là các bạn ở xuống suối tiếp tục sẽ làm thêm một gian bếp là làm bằng cỏ. Đây là ngôi nhà đầu tay của các bạn xóm suối. Kinh nghiệm mà ngôi nhà đầu tiên và ngôi nhà thứ hai thì mình sẽ hướng dẫn các bạn ấy làm theo một cách khác để cho nó nhanh hơn. Khi sau khi lợp là mình sẽ không buộc nữa, mà mình sẽ để cho cỏ nó ngắn thì mình lợp nó rất là nhanh, mình chỉ còn giải ra thôi. Xong rồi sau là mình sẽ cho những cái thanh tre lên và buộc lại thì nó sẽ nhanh hơn. Còn hôm nay thì hồ nước mình cũng đã đắp vào rồi, đắp để cho nó dâng nước lên. Còn bây giờ mình sẽ sang mặt bên kia. Mặt bên kia là cỏ. Các bạn ấy để, các bạn ấy để là nó cái cỏ nó cong nên là cái phần bên này nó chưa ép được xuống. Chỗ phần hai bên mặt mà các bạn lập, mà những cái cỏ thò ra kia là các bạn sẽ cắt lại, và những cái cây nào mà nó rơi ra như ở chỗ này nó rơi ra là các bạn ấy sẽ phải buộc lại, rồi buộc lại để cho nó sẽ tạo độ phẳng như trên kia. Trên kia là bạn nêu mới buộc, trên kia còn phần phía dưới này vẫn chưa buộc nên là cỏ đang rơi ra. Ở bên này nhìn nó không được đẹp mắt lắm là vì là cỏ các bạn ấy để nó cong. Những cái cỏ là nó do thời tiết mưa nó đổ trên đồi nên nó cong. Sau khi các bạn chặt về đây là mình cũng không thể nào làm cách nào để cho nó ép được xuống ngay từ lúc đầu, là sau này sẽ có thời gian dài thì nó tự cái cây cỏ nó sẽ ép xuống. Nhìn cái mặt của hai cái mái nó sẽ phẳng hơn. Còn bây giờ các bạn chưa cắt xong phần dưới này nên là nhìn nó rất là rối, nhìn nó rối mắt. Còn ở đây là bạn Phi Dê. Bạn Phi Dê là mới cùng bạn Manuel là đang, các bạn ấy đang xúc đất ở trên kia chuyển đây gần xong rồi đấy các bạn. Chắc là một hai buổi nữa là xong chỗ này, cái lèn này thôi. Cái lèn này mình sẽ lưng thêm một chút nữa và sẽ để cho các bạn ấy cho nước vào và đầm.
đầm làm sao cho cái mặt phẳng nó bóng. Nó bóng là mình sau này không phải lát cái gì nữa. Mình sẽ làm bằng trực tiếp đất luôn. Nó bóng các bạn đi lại nó mới sạch. Mấy hôm vừa rồi đấy các bạn, là các bạn là xuống đã chuyển được hết cái gỗ ở cái vườn kia vào đây. Là đây là những cái đống gỗ mà các bạn ấy chuyển về. Đây là một đống nữa các bạn, còn dịch về đằng này nữa. Còn ở bên này đó đi các bạn, những cái đống gỗ này rất là to. Sau này các bạn ấy sẽ chuyển gọn hết về đằng kia là một thành một cái bờ rào, như một cái hàng rào đấy các bạn, xếp nó cao lên và đun dần, làm phủ đun dần. Sau này các bạn cũng đã chuyển về đây. Chuyển đây, sau này nhà cửa làm xong thì toàn bộ những cái gỗ này các bạn sẽ xếp gọn lên chứ không để đống như này. Để đống như này là do làm sao là nó sẽ sau này chuột rắn nó sẽ chúi vào, kể cả sau này những cái đống tre kia mình cũng sẽ bảo các bạn ấy để gọn vào, để gọn vào chứ không để một đống to như này được. Cũng có thể cần thiết thì là sẽ buộc gọn và sẽ dựng lên, không để như thế. Để như này là sau này rắn nó sẽ ở. Rắn nó ở thì các bạn ở ngay đây cũng rất là nguy hiểm. Toàn bộ chỗ này là gỗ này, những cái cây gỗ này là sẽ làm bếp đây các bạn. Cây gỗ đây ở đây là sẽ làm bếp. Gỗ rất là to, kia là có 4-5 cây là đủ rồi. Chỗ này làm gian bếp là 4-5 cây là sẽ đủ. Chỗ kia thì các bạn ấy còn thừa khoảng tầm 6-7 bó cỏ thôi. Thì mình sẽ để gọn vào và sẽ để làm gian bếp. Sau khi là gian nhà này, căn nhà này là làm xong thì các bạn tiếp tục là sẽ làm gian bếp, là cũng phải rộng lên một chút chứ không thể là bé được. Tại vì là các bạn lúc nào cũng có tầm từ 12 đến 14, 15 người ở đây. Ở đây là các bạn trong suối sẽ đào một cái rãnh nữa các bạn ạ. Tại vì là cái khu vườn ở đằng dưới kia của mình là vẫn phải cần nước để tưới. Sau này mình trồng trọt ở dưới là cần nước tưới. Mình không thể làm lấy ở chỗ phần đập của nhà anh Tono được. Nếu từ đấy mà cuốc xuống thì lại phải lâng bờ đập của nhà anh Tono lên. Thì ở trên này thì mình sẽ đào rãnh. Đào rãnh là bằng cái mặt suối phần trên này thôi, là nước sẽ chảy đi vào trong này. Đi chảy vào trong này và sẽ đi thẳng xuống dưới vườn. Tại vì là vườn của nhà mình ở phần dưới này có một khoảng nữa là nó vẫn thấp hơn cái phần trên này, là cái rãnh nước ở trên này, nên là mình sẽ sử dụng cái rãnh nước này là để vận chuyển nước xuống dưới kia, là nước sẽ chảy xuống dưới vườn. Sau này rất là đẹp, nhưng mà bây giờ là các bạn ấy ngày hôm nay là đào cái này là cũng phải được 6-7 mét rồi các bạn. Đất đây rất là khô và rắn. Nhưng mà mình lại tận dụng cái là mình đào rãnh, là mình chuyển cái đất này xuống để đắp cái bờ đập ở chỗ ngôi nhà kia. Và sau này cái đất này là mình sẽ sử dụng là đóng gạch luôn. Đóng gạch đất để xây nhà cho bạn nêu ở bên này. Bạn nêu thì sẽ ở bên này, và để cho bạn nêu là bạn ấy sẽ trông khu vườn khu dưới này, để trông với các bạn ấy. Đấy là tương lai là mình sẽ làm đóng gạch ở đây. Giờ này các bạn ở sông suối thì cũng đã nghỉ rồi, bây giờ là 6 giờ tối rồi đấy các bạn, trời sắp tối rồi. Ở đây thì hôm qua thì mình cũng đã mua thêm một cái búa chim, một cái búa chim để các bạn ấy cuốc. Ở đây là đất rất là rắn, không biết ở dưới đi dịch lên trên kia thì không biết là nó có nhiều đá hay không. Nếu mà nó có nhiều đá thì là các bạn ấy có thể là sẽ rất là khó đào. Giờ này thì bạn Manuel là bạn ấy còn quay vào đây để bạn đào. Vừa là có một chút việc ấy các bạn, là bạn ấy phải đi ra kia để vận chuyển gỗ ở vườn. Para, amanhã continuo mai á. Còn từ đây ra đến chỗ vườn kia khoảng tầm 50 mét thôi chứ các bạn. 50 mét thì các bạn ấy nếu mà đào nhanh. Đào nhanh thì sẽ đi đến ra đến ngoài kia là khoảng tầm chục ngày. Mỗi ngày các bạn ấy đào cố gắng 6-7 mét thôi, không cần đào nhiều.
Tại vì ở đây là đào sâu khoảng tầm sâu, độ sâu là phải đến vượt bụng. Rất là sâu, đào xuống rồi tầm hơn 1 mét, 1,5 mét đến 1,2 mét thì nước mới từ suối kia chảy vào đây được. Sau khi mà nước chảy xuống được thì cái vườn kia của mình vẫn đang là trũng. Trũng khoảng tầm 2 mét mặt với mặt suối ở trên này. Sau này là dẫn trực tiếp nước là vào sẽ chảy xuống vườn luôn. Rất là đẹp. Còn hôm nay thời lượng video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Hôm nay ngôi nhà của các bạn xuống suối ở dưới kia thì cũng đã hoàn thiện xong. Và bạn Maluel và ở đây là chỉ có hai bạn là đào sẽ đào cái rãnh thôi. Sau này nháo vữa thì mình sẽ cho một bạn nữa để dây nháo vữa. Còn là hai người, tại vì ở đây có một cái búa chim thôi các bạn. Cuốc không thể cuốc được, chỗ khác thì cuốc có thể cuốc được. Nhưng mà bây giờ ấy, là chỉ búa chim mới cuốc được thôi. Tại đất rất là rắn. Đất rắn, đất màu đất này là đất màu vàng đấy các bạn. Đất này trồng rất là đẹp. Đất ở đây màu vàng. Và có một ít cát đây các bạn. Có một ít cát nữa. Nên là mình sẽ sử dụng ống gạch. Ống gạch các bạn phải nhặt đá ra. Tại vì rất là nhiều đá. Thì pe đa hoặc đa út tù la đùa. Út tù xích tùa. Còn hôm nay thời lượng video của mình đến đây kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.